là Hậu Giang. Xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn đến với chợ hoa đường Hoàng Văn Thụ và đường Quỳnh Cương hay là khu vực Hồ Sáng Thổi của kinh cầu sống thành phố Hậu Giang. Hiện tại mình đang có mặt dưới chân cầu Cái Khế giữa đường Nguyễn Trãi và đường Hoàng Văn Thụ. Nơi đầu này thì chỉ có bán hoa cúc và các chậu với hấu các bạn. Các bạn có thể thấy trước mặt mình là dưa hấu nè, đậu hoa nè, khu vực này là chậu hoa. Các bạn nào mua chậu hoa thì đến gần với cầu Cái Khế đường Nguyễn Trãi nha các bạn. Chậu hoa ở chợ này cũng rất là đông nha các bạn. Ở đây có bán phần luôn các bạn, chậu mũ luôn. Bên đây cũng vậy. Ở đây có cây bưởi nữa này các bạn. Có những cái loại cây rất là đẹp. Ở đây có cây lại cây kim ngân lượng, cây cân lượng nè các bạn. Hoa dừa nha các bạn, cây ngân lượng. Đây là cây ngân lượng. Tiếp tục nha các bạn, đây rất là sắc sưng đã tràn ngập khắp Cần Thơ các bạn ơi. Cùng mình tiếp tục nha các bạn. Đây là một phần một khúc chợ hoa đường Hoàng Văn Thụ gần với cầu Nguyễn Trãi. Bây giờ mình đang đi tới đường Quỳnh Cương hay là hồ Phú Sáng, hồ Sáng Thổi đó các bạn. Bạn thấy hoa đẹp không? Ở đây có công ty giấy nè các bạn. Bạn thích nào hoa giấy thì đến trên đường này có luôn ha. Đây mình thấy rất là nhiều người dân đi đến để thăm hoa, tham quan xem. Có những người mua nữa các bạn. Khu vực này đây các bạn thấy những người đến đây mua nè. Bằng dạng thọ ban mai vậy đó các bạn. Cái thọ nó nhiêu chậu chú? Mẹ chậu 50. 50. Cặp trăm phải không? Dạ. Bớt không? Bớt. Tiếp nha, hành trình các bạn ơi.
dạng thọ ban mai 50.000 một chậu. Đây hoa nhí này các bạn. Đây khu vực này bán tắt. Bán hành nha các bạn. Nhìn ra miền Tây gọi là hành. Cô đó đang thử cái hành Mỹ các bạn, cái hành ngọt đó các bạn, hành Mỹ. Các cây hành trái rất là đẹp các bạn, nhiều trái lắm. Trái to này các bạn. Tiếp nha các bạn. Bây giờ mình qua cái cầu này để mình đi tới tiếp tục cái đường hoa chở đường ngoài Nguyễn Thụ. Đây bắt đầu, đây bắt đầu dưới chân cầu này là mai. À, này các bạn có nụ rồi nè, có nụ xanh rồi nè. À, đây là điểm bán chậu nè các bạn, chậu nhựa nha các bạn. Bây giờ chậu nhựa cũng rất thịnh hành. Nguyên một cái khúc này là những cây mai rất là đẹp. Wow, mai đã nở rồi nè các bạn, đã đâm nụ rồi nè. Mai mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm là rất là đẹp luôn á. Rất là nhanh các bạn, ngày hôm qua mình chưa có thấy nụ nhiều mà hôm nay mình hóc hết trơn rồi. Hôm qua mình quay cái khu vực này nè các bạn, đến hôm nay thì rất là nhiều nụ rồi nè. Hứa hẹn với các bạn ngày mai một tiết rất là tuyệt vời. Đây là những tiếp theo là những cây hành nha các bạn, tắt. Ồ, phía trước mình là mai nữa nè các bạn, đồng quá. Xe nhóc hết trơn. Mai, ra nụ. Đây là những mai nữa nha các bạn. Tất cả các mai ở đường này đều đã có nụ rồi đó các bạn. Đây các bạn sẽ thấy mai đã có nụ rồi. Khu vực mai không nở lên một cái là vài bữa nữa, khúc này rất là đẹp luôn. Ừ.
Hôm nay là như mọi người đều dọn mai lên hết rồi nha các bạn. Theo quan sát của mình thì năm nay những cái loại cây thì nhiều, mai và hạnh, bông giấy nhiều, còn ấy thì ít nha các bạn. Còn loại hoa như vạn thọ, cúc, bông gà thì ít hơn mỗi năm, rất là ít luôn, mình không có thấy nhiều, nhưng mỗi năm đi và hàng cả tuyến đường. Đây là những cái mai nữa nè, đã đâm nụ hết rồi đó. Mới ngày hôm qua chưa có mà hôm nay nụ không, qua mới hơi búp búp, mới vừa bung vậy mà bây giờ thôi ngày mai nữa chắc có nở đẹp rồi. Đây là những cái mai nữa nè các bạn, mai nhỏ. Mình sẽ dạo một vòng đường Quỳnh Cương nha các bạn. Dạo mình vô đường Quỳnh Cương. Từ ngày thì theo như mình mỗi năm là giờ này đã hoa lên đầy hết trơn rồi đó các bạn. Nhưng mà hôm nay giờ này còn trống nhiều lắm. Tại vì năm rồi mọi người bỏ đi nhiều hoa, như là hoa cúc, vạn thọ nè. Mọi người bỏ đi rất là nhiều, tiếc lắm. Cho nên năm nay vừa do thời tiết mà do không có lợi nhuận nhiều. Theo tâm sự một số người thì họ không có bán những loại hoa đó nhiều mà cũng không có trồng nhiều. Chính vì vậy mà chợ hoa đường Quỳnh Cương năm nay vắng hơn mọi năm. Ai tiêu dùng Thái Lan? Đây là có khách mai. Đường này là đường Quỳnh Cương các bạn ơi. Hồi sáng thổi đó, đường hồi 4 sáng nha các bạn. Hôm nay chợ hoa rất là vắng. Thì không biết ngày mai, ngày mốt như thế nào. Chỉ có đường Hoàng Văn Thụ thì nhiều, đông. Các bạn có thể thấy năm nay mai là chủ yếu á, mai với hạnh ha. Hoa nó là mai nữa nè các bạn. Tới hồi sáng thổi, hồi cũng sáng rồi đó các bạn, hồi tròn á, rộng lớn á. Nhưng mà các bạn đã thấy hoa ít hơn mọi năm rồi ha. Chừng 1/3 không cho được phần nữa nữa các bạn. Xe mai chỗ mà mình quay hôm bữa trước nhiều quá. Đây cũng là mai nữa nha các bạn. Bên này là cũng hồ đường Quỳnh Cương luôn. Cái bờ hồ sáng thổi, bờ hồ sáng thổi. Đây là Sơn Rồng. Năm rồi ở đây có bán hoa hồng nhiều lắm rồi các bạn. Hoa hồng nhỏ. Thích
mỗi năm các bạn xem clip của các anh chị thì rất đông ha, cũng chỗ này đông chỗ kia không đông, nhưng mà năm nay thì vậy. Đây là khu vực có bán hoa cúc nữa các bạn. Các bạn biết một chậu hoa cúc như vậy thì giá tầm khoảng 50-60 thôi. Mà người dân mình thì thích mua giá rẻ hơn, khoảng chừng 20-30 ngàn chậu thôi. Thì cũng tội nghiệp người bán các bạn. Đối với người mua thì họ cảm giác mua 30-40 ngàn một chậu họ vui. Người đó người bán thì cũng hơi tội cho họ, tại chi phí vận chuyển xa, điều khiển cái gì chơi trò điều khiển này các bạn. Rồi đó các bạn thấy một vòng rồi đó, và bây giờ mình trở về khu siêu thị Bixi đây các bạn ơi. Xin quẹo qua một đoạn nữa thôi rồi mình sẽ về với khu thị Bixi, siêu thị Bixi. Mình sẽ chạy xuống đường Lý Tự Trọng. Kết thúc clip về hai đường cho hoa nha các bạn. Cảm ơn các chú anh chị các bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người một năm mới vạn sự như ý.